trước đây ấy, tóc của mình rất là khô và trẻ ấy, nên mỗi lần đi ra đường mình thường phải cột tóc lên đây này. Mình cảm thấy rất là khó chịu, sờ nó như rơm ấy. Chỉ duy nhất dầu gội đơ chứa 1/4 hàm lượng kem dưỡng tóc cho bạn mái tóc mát nhẹ và mượt mà. Bọt của nó khi đánh bông lên như là kem ấy, khi xoa lên đầu rất là mát và dễ chịu. Mình cảm thấy tóc mình bây giờ ấy nó mượt và mềm hơn ấy, nên mình mỗi lần đi chơi với những đứa bạn ấy, mình thích để xõa hơn để cho nó bay trong gió, nó rất là đẹp. Mình chưa giờ có cảm giác được như thế, mình rất là thích. Mới hôm vừa rồi thì cô nhỏ bạn thân mình tên Nhiệt lại chơi, mình đứng xoay lưng về này, nó nhận không ra, nó nói mày tóc mày này sao khác quá gì không biết nữa. Mình dùng đô được 3 lần và khi cho dầu lên tóc á, thoa đều thì là bọt rất là nhiều. Mà mình cảm giác bọt giống như những cái bông tuyết vậy đó. Chỉ duy nhất dầu gội Dove chứa 1/4 hàm lượng kem dưỡng tóc cho bạn mái tóc mát nhẹ và mượt mà. Mình chỉ dùng tay vuốt nhẹ như vậy nè, nhẹ vậy nè. Đó là xuống hết. Thì mình thấy có được một mái tóc bóng mượt nè, xuống đều. Đúng như là giấc mơ của mình là thành sự thật rồi đấy.